Thưa quý vị, Vina Entertainment xin trân trọng thông báo, kể từ ngày 31 tháng 10 của năm 2015, chúng tôi sẽ ngưng phát hành phim bộ lồng tiếng qua dạng dĩa, DVD. Tất cả phim bộ mới sẽ được trình chiếu trên ứng dụng Vina App. Quý vị có thể xem trực tuyến trên TV, điện thoại cầm tay, máy tính bảng, bất kỳ nơi đâu, lúc nào cũng có thể xem được, lệ phí rẻ hơn mua đĩa DVD và rất thuận tiện. Xin gọi ngay 714-210-8550 hoặc vào trang mạng vinaott.com. Xin chân thành cảm ơn. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả trở lại cùng với quý vị trong chương trình giới thiệu về dịch vụ Vina OTT. Và xin trân trọng giới thiệu trở lại anh Phạm Tuấn. Xin gửi lời chào thân ái đến anh Tuấn. Xin thân chào anh Trọng Thắng và kính chào khán thính giả của Vina OTT. Thưa anh Tuấn và thưa quý khán giả, cho chúng ta đang bước vào trong những ngày đầu của năm 2016. Thì năm mới thưa anh thì chắc chắn là sẽ có nhiều điều phải gọi là thành công và rất là nhiều những cái điều mà những cái mong ước mà quý khán giả cũng mong muốn có được trong năm mới. Và trở lại trong cái chương trình mà giới thiệu về dịch vụ Vina OTT thì thưa anh, có một số quý khán giả họ vẫn chưa hiểu rõ được cái dịch vụ này là như thế nào, thì Trọng Thắng xin mời anh một lần nữa giải thích cho quý khán giả về dịch vụ Vina OTT. Xin cảm ơn anh Trọng Thắng. Kính thưa quý vị, dịch vụ Vina OTT là chú tâm vào những bộ phim Hàn Quốc mà Vina đã sản xuất và phát hành. Trước đây thì những bộ phim này được bán qua dạng DVD, nhưng mà sau này với cái kỹ thuật tăng tiến và để bắt kịp với những cái nhịp cầu của tăng tiến của kỹ thuật thì Vina đưa những cái bộ phim này lên trên Internet mà quý vị không cần phải đi ra tiệm, nhưng mà quý vị có thể xem những bộ phim quý vị rất là yêu thích bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Quý vị thích xem phim bộ, nghiền xem phim mới, công ty Vina OTT cung cấp tất cả các loại phim bộ Hàn Quốc, Hồng Kông, Việt Nam và những chương trình độc đáo như ca nhạc, phóng sự, tôn giáo, v.v. Quý vị có thể xem phim bất cứ nơi nào, lúc nào trên các màn hình TV, máy tính bảng, điện thoại di động. Xin gọi 714-210-8550 hoặc vào trang mạng vinaott.com. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý khán giả, để Trọng Thắng xin phép được nói rõ hơn một tí và có những cái so sánh để cho quý khán giả dễ hiểu hơn về dịch vụ Vina OTT. Trên màn ảnh nhỏ thì quý vị có thể thấy đây là một cái màn ảnh mẫu trang đầu của quý vị. Khi mà quý vị vào cái dịch vụ Vina OTT thì quý vị thấy rằng là hiện nay thưa anh Tuấn và thưa quý vị là tại Hoa Kỳ cũng như là nhiều nơi trên thế giới đều biết đến một cái dịch vụ xem phim trên TV hoặc là qua mạng Internet, qua iPad hoặc là iPhone, đó là dịch vụ Netflix. Thì chắc chắn là quý khán giả rất quen thuộc với dịch vụ này. Thì dịch vụ Vina OTT là một trong những cái dịch vụ giống như là dịch vụ của Netflix. Tuy nhiên đây là do người Việt Nam của chúng ta làm chủ và do công ty Vina Entertainment với trên 20 năm sản xuất những cái bộ phim bộ lồng tiếng. Và nay thì theo lời của anh Phạm Tuấn nói rằng là anh đã đưa lên trên Internet. Tuy nhiên là quý vị có thể coi được ở tại những cái TV ở nhà, ở màn ảnh lớn, chứ không chỉ riêng gì ở trên laptop hoặc là trên máy tính bảng hoặc điện thoại cầm tay. Nếu quý vị nào quen thuộc với dịch vụ Netflix hoặc là Hulu, có nghĩa là coi những cái chương trình TV ở trong nhà hoặc là qua máy tính bảng vân vân, thì quý vị cũng thấy rằng là cái dịch vụ Vina OTT nó cũng tương tự như vậy. Và trên màn ảnh thì thưa anh Tuấn là mình có rất là nhiều những cái phim khác nhau, phải không thưa anh? Thì anh Tuấn có thể cho quý khán giả được biết đó, là mỗi một tuần như vậy đó là mình có những cái chương trình nào mới, hay là cái những cái chương trình này của mình là những cái chương trình đứng tại chỗ hay là nó cập nhật như thế nào, thì xin mời anh. Hàng tuần chúng tôi cập nhật những bộ phim mới, phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông, và có các chương trình phóng sự, các chương trình ca nhạc, cải lương, thiếu nhi hay tôn giáo, có sự thay đổi mỗi tuần chứ không phải là chỉ có những cái bộ phim hay là những chương trình cũ mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Như quý vị có thể thấy được, dịch vụ Vina OTT tương tự như là dịch vụ Netflix của Hoa Kỳ hoặc là Hulu mà rất nhiều quý đồng hương của chúng ta cũng đã sử dụng trong dòng chính. Và chúng ta là người Việt Nam, chúng ta ủng hộ cho dịch vụ Vina OTT với tất cả những cái phim bộ lồng tiếng nổi tiếng trước đây của Hàn Quốc
Quốc, Hồng Kông, Việt Nam, Thái Lan, vân vân thì đều có ở trên dịch vụ Vina OTT. Mua rất dễ dàng, quý vị chỉ vào trang mạng vinaott.com để quý vị tìm hiểu thêm. Và trong cái trang mạng vinaott.com thì quý vị có thể thấy được những cái video hướng dẫn cách sử dụng, cách ghi danh và cái cách trả tiền như thế nào, cũng như là những cái cách thức mà quý vị có thể giải quyết những khó khăn, những trở ngại khi mà mình vào dịch vụ VinaOTT để chúng ta xem phim bộ. Và trên đây thì quý vị thấy rằng là có rất nhiều phim, tuy nhiên là cũng có đài truyền hình Việt ngữ của chúng ta ở miền Bắc cũng như là ở miền Nam California cũng ở trong dịch vụ VinaOTT. Đây phải gọi là một cái dịch vụ gói chọn vừa phim mà vừa TV, phải không thưa anh ạ? Thưa vâng, đối với một số quý vị á, thì nghĩ rằng mình chưa quen với Netflix. Có nghĩa nó chỉ cho mấy bạn trẻ thôi. Nhưng mà thật sự như tuần vừa rồi, Tuấn có gặp một bác cũng đã 85 tuổi rồi. Vâng. Nhưng bác nói thì khi mà mình trình bày, mình giới thiệu cái này cho bác thì bác nói nó quá dễ, quá đơn giản. Đúng. Và bác nói đi, đây cái điện thoại iPhone của tôi đây, cậu tải về đây và cho tôi sử dụng luôn tại iPhone. Và chỉ cần vài nút, mà chỉ cần một vài phút thôi là bác đã sử dụng một cách rất là dễ dàng. Dạ vâng, anh Tuấn nói và trình bày rất đúng thưa quý vị. Đây là một dịch vụ phim của Việt Nam của chúng ta bằng tiếng Việt cộng với lại 10 đài Việt ngữ ở miền Bắc cũng như miền Nam California. Và ở trong đó còn nhiều những cái chương trình rất thú vị. Mà một cái điều mà phải gọi là Trọng Thắng rất thích với cái dịch vụ VinaOTT này, thưa anh Tuấn, đó là không có quảng cáo lúc mà mình xem phim. Và đôi khi đó, chúng ta theo dõi một cái bộ phim nào mà chúng ta yêu thích trên các đài truyền hình Việt ngữ của chúng ta ở tại Hoa Kỳ, thì muốn đón xem trọn bộ một cái bộ phim nào đó thì phải nó kéo dài ra 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, có khi đến cả năm trời vẫn tiếp tục mà theo dõi. Và mỗi một tuần như vậy chỉ coi được một hoặc là hai tập mới. Trong khi đó thì với dịch vụ VinaOTT thì quý vị có thể coi trọn bộ tất cả những cái phim bộ mà quý vị có thể yêu thích. Hoặc là quý vị lỡ mà thích một trong những cái bộ phim bộ nào đó mà mình mất đi một hoặc là hai hoặc là nhiều tập, thì trở vào với lại cái dịch vụ VinaOTT, quý vị có thể kiếm lại những cái bộ phim mà mình yêu thích và coi một loạt từ đầu đến cuối, không có bị trở ngại bởi cái vấn đề là mình bị bỏ rơi một cái tập nào hoặc là có những quảng cáo ở trên đó, phải không thưa anh? Thành thử quý vị luôn luôn thấy những cái phong phú của cái dịch vụ này. Nó không có bị sự lặp lại của những cái chương trình cũ. Và nếu quý vị có những bộ phim cũ, có nghĩa là cũ người ta mới mình, quý vị muốn đi vào xem thì cũng có thể tìm thấy được, chứ không phải là chỉ phim mới rồi mất những cái phim cũ đi. Vâng. Thưa anh, là trước khi mà chia tay cùng với quý khán giả trong chương trình giới thiệu về dịch vụ VinaOTT, có thể cho quý vị khán giả được biết là mình vẫn còn những cái chương trình phải gọi là khuyến mãi đặc biệt dành cho quý khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Từ đây cho đến cuối tháng 2, nếu quý vị gọi vào VinaOTT hoặc quý vị ghé vào cơ sở của chúng tôi mở tài khoản 1 năm cho quý vị, thì quý vị sẽ được tặng một cái Amazon Stick trị giá 40 đô. Quý vị được tặng 3 tháng xem miễn phí, có nghĩa là thay vì 12 tháng, quý vị được xem tới 15 tháng. Và nếu quý vị thích những bộ phim của Vina đã phát hành qua dạng DVD, thì chúng tôi cũng sẽ gửi tặng quý vị một bộ phim. Mà hơn nữa, với một dịch vụ cho mỗi tài khoản, quý vị được xem cho 4 gia đình hoặc 4 cái thiết bị khác nhau và chương trình khuyến mãi đặc biệt đừng có tại VinaOTT. Xin cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Và thưa quý khán giả, mọi câu hỏi, mọi chi tiết, thắc mắc xin quý vị gọi ngay 714-210-8550 hoặc vào trang mạng vinaott.com. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt. Xin kính chào quý vị. Nhân dịp mùa Giáng sinh và Tết Bính Thân 2016, VinaOTT xin mời quý vị tham gia chương trình giảm giá đặc biệt để xem các phim mới do nhóm lồng tiếng Vina phát hành. Bộ phim Tình Nhiều Thế Kỷ là một chuyện giả sử về tình yêu vượt ngàn năm thời gian và không gian của một sĩ phu và nữ diễn viên không may mắn. Tình Yêu Không Đến là bộ phim nói về 17 năm tình bạn thâm giao của hai người. Nhưng giữa họ làm thế nào để có được một tình yêu thật sự mà lòng cả hai đều ao ước? Xin mời bạn đón xem Tình Yêu Không Đến.
và hàng trăm giờ phim, ca nhạc, hài kịch, phóng sự, tôn giáo và nhiều đài TV Việt ngữ. Khi quý vị gọi vào hoặc đến công ty để ghi danh 12 tháng với giá 99 Mỹ Kim, sẽ được tặng một hộp Amazon Fire Stick trị giá 40 Mỹ Kim, 3 tháng xem phim miễn phí trị giá 40 Mỹ Kim, một bộ phim DVD tự chọn trị giá 15 Mỹ Kim. Xin quý vị vui lòng liên lạc Vina 714-210-8550 để biết thêm chi tiết.